Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ứng dụng lòng biết ơn để mà về về ai ạ? Là chúng ta sẽ rắc bùi phép màu cho chính bản thân của mình. À, ngày hôm nay là mình sẽ dùng chiếc đũa phép để mà mình vẫy cho chính bản thân của mình. Cái chị biết rằng là cái cơ thể này của mình, khi mà mình sinh ra trên cuộc đời này thì anh chị nào ở đây mình cũng đều được bố mẹ của mình là cho mình một cái cơ thể này rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và khi mình có được cái cơ thể này nghe chị thì mình mới có thể là ứng dụng được tiềm thức luật hấp dẫn, đúng không ạ? Và chính nhờ cái cơ thể này mình mới có thể là giúp cho mình đạt được những cái mục tiêu mà các anh chị đặt ra trong cuộc sống nha các anh chị. Nên là thành ra là cái cơ thể này là cái gốc rễ. Nếu mà không còn cơ thể này á, thì mình cũng không dùng được tiềm thức, cũng không dùng được luật hấp dẫn, là cũng không có ai đồng hành với mình để thực hiện những mục tiêu trong cuộc đời của mình, đúng không ạ? Nên là cái chủ đề ngày hôm nay dựa với các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau, chủ đề có tên là tấm gương nhiệm màu, đúng không ạ? Tấm gương nhiệm màu các anh chị, để mà mình có thể làm sao rồi các anh chị có thể có được cái sức khỏe, có được cái niềm vui, có được cái trí tuệ mình có thể sử dụng triệt để, mình khai phá cái con người phi thường bên trong của mình khi mà các anh chị biết ứng dụng lòng biết ơn với cái với lại cái cơ thể này. Hai các anh chị ha. Có một cái câu nói như này rất là hay nè các anh chị, đó là hãy thay đổi con người trong gương và thế giới của bạn sẽ thay đổi. Các anh chị ghi giúp Diễm câu này đi ạ. Trước khi mà mời Diễm tham gia vào môi trường câu lạc bộ. À, lúc đó hai mươi mấy năm cuộc đời. Diễm mới biết câu lạc bộ tầm khoảng cho đến ngày hôm nay là khoảng 5 năm. Đúng không ạ? 5 năm thì bây giờ Dũng cũng tầm khoảng 30 31 tuổi thì tầm khoảng 25 năm trở về trước đây. Cái chị mỗi lần mà Dũng nhìn mình và nhìn mình ở trong gương á, mình thấy sao người trong gương không có đủ tốt, người trong gương không có đủ giỏi. Và lúc nào mình cũng không có cảm thấy hài lòng về con người trong gương ấy. Mình không có hài lòng về 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 bản thân của mình. Mình thấy sao mình làm gì nó cũng không có được tới nơi tới chốn các thứ, đúng không ạ? Và những cái điều gì mà bản thân của mình làm được á, thì Diễm không bao giờ mình ghi nhận, mình ăn mừng hết trơn. Mình cảm thấy rằng là chuyện này chuyện nhỏ mà, chuyện này chuyện bình thường mà, có ở đâu phải ăn mừng. Nhưng mà khi mà mình làm những cái gì mà nó không có được á, là thôi rồi, trời ơi, ta nói chưa dễ sống, nhờ mình cũng chưa dễ sống với mình luôn. Nghĩa là mình hay tự chỉ trích bản thân của mình, hay nói những cái điều không có được tích cực, nói chung cứ me me làm gì không tốt là rồi là mình cũng tới nơi với mình luôn anh chị. Nên là thành ra lúc đó là bên trong của Diễm nó không có được đủ đầy, mình không có được vui, mình không có được hạnh phúc, nó dẫn tới là cái sức khỏe của mình nó cũng không có tốt cái gì, sức khỏe cũng không tốt luôn. Thì mình dằn vặt bản thân mình quá mà cái anh chị, làm sao mà cái cơ thể của mình nó khỏe nổi. Và nó dẫn tới cái gì ạ? Đó là vì mình không có biết cách đối xử với lại bản thân của mình. Nó dẫn tới là mối quan hệ của mình với cái cơ thể này không có được hòa hợp. Và mình dùng cái cách đó, mình dùng cái cách mà mình yêu bản thân của mình không có đúng cách đó. Diễm lại dùng cái cách đó để đối xử với những người xung quanh, những người thân nhất của mình. Những người thân nhất của mình là mình xem họ giống như mình luôn. Nên là thành ra là cái cách mà mình đối xử với bản thân của mình như thế nào là mình đối xử với những người xung quanh của mình y chang như vậy. Và làm cho những người xung quanh của mình họ cũng không có được hạnh phúc. Họ nói có một cái người thân nói với Diễm như này: chắc thôi bây giờ mình làm người lạ cho nó sướng hơn. Hỏi xong rồi cái người ta bảo rằng là mình thấy mình đối xử với người lạ thì mình nói chuyện rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Rất là từ tốn các thứ đúng không ạ? Nhưng mà sao mình đối xử với lại những cái người mà thân yêu, những cái người mà họ thân yêu mình nhất á, thì mình lại đối xử nó không có được, gọi là không có được nhẹ nhàng, không có được dễ chịu, cũng không được dễ thương. Nên thôi tính ra làm người lạ cho nó sướng. Cái chị biết sao mà, tại vì những người thân của mình á, cái thì mình xem họ là người thân của mình mà, mình xem họ giống như mình vậy đó. Nên là thành ra mà họ mà làm gì mà không đúng, làm gì mà không không chưa có được, chưa có tốt á, là mình cũng sao ạ, mình muốn thương họ, mình muốn giúp đỡ cho họ, nên thành ra mình cũng hay nói như vậy đâu ạ.
Trời ơi làm gì không có được đâu, phải làm gì nè, cái thứ là tại sao lại làm như vậy, phải làm như vậy mới đúng nè, và dẫn tới mối quan hệ không hòa hợp luôn. Nên nếu mà anh chị nào ở đây mà những mối quan hệ xung quanh của mình mà đang chưa được hòa hợp lắm á chị, là mình cũng phải nhìn lại giống như Diễm hồi xưa, đó là cái gốc rễ nó đến từ cái việc đó là Diễm đã không có biết yêu thương bản thân của mình đúng cách, nên là thành ra là những người xung quanh của mình cảm nhận như thế nào, những người xung quanh mình cảm nhận y chang như vậy luôn. Lúc đó không biết Diễm yêu thương bản thân Diễm sao mà Diễm không có vui. À, và những người xung quanh của mình họ cũng không có vui. Mình yêu thương bản thân sao mà mình không có khỏe. Và mình cũng không được hạnh phúc luôn. Hôm trước có một chị tâm sự với Diễm như thế này. Nó là chị rất là yêu thương mẹ của chị. Mà không biết sao mẹ của chị không có hiểu được cái điều đó đúng không? Không có hiểu được điều đó, lúc nào cũng không có vui với chị ấy, lúc nào cũng cũng không có được dễ chịu với chị ấy. Xong rồi Diễm hỏi chị ấy rằng là vậy thì ngay bây giờ ngay lúc này bản thân của chị có vui và hạnh phúc không? Chị ấy nói không. Vậy thì Diễm mới nói rằng là giờ em hỏi chị là ngay cả cái bản thân này, cái cơ thể này là cái người bên cạnh chị suốt ngày, chị đối xử với nó làm sao nó còn không vui không hạnh phúc nữa. Mà thì dùng cái chị dùng cái cách này để chị đối xử với những người xung quanh thì theo chị thì họ cũng có những cái cảm nhận giống như chị thôi. Thật sự cái chị vì Diễm đã từng trải qua rồi. Nên là khi mà mình nhìn thấy được cái điều này á, Diễm mới bắt đầu thức tỉnh. Mình thức tỉnh có nghĩa là mình cảm thấy trời ơi, đến nỗi mà người thân của mình nói với mình như vậy luôn, có nghĩa là nó đến giai đoạn báo động rồi, mình không có muốn cái tình trạng này xảy ra nữa chị. Giờ làm sao để mà mình có thể vui vẻ, mà mình có thể hạnh phúc vào những cái người xung quanh của mình họ cũng vui vẻ hạnh phúc và khỏe mạnh. Thế là khá là tuyệt vời chị đó. Lúc đó Diễm đã biết về cái ứng dụng lòng biết ơn, tấm gương nhiệm màu, chủ đề ngày hôm nay nè. Và ở trong cái ứng dụng lòng biết ơn này á, thì đã chỉ cho mình cái cách đó là mình cần phải học lại cái cách yêu thương bản thân của mình. Mình phải học lại cái cách là mình biết ghi nhận những cái điều tốt đẹp mà bản thân của mình đã làm, tại vì trước giờ chưa bao giờ ghi nhận thành công luôn, nên là thành ra là mình lúc nào mình không có tự tin đó. Tại vì khi mình nghĩ về mình đó, mình chỉ toàn thấy những cái điều mình không làm được thôi, làm sao mà tự tin được, mình đâu bao giờ ghi nhận những điều mình làm được đâu. Nên là thành ra là Diễm đã bắt đầu cái chị mình đã tập tập nha, mỗi buổi tối khi mà trước khi đi ngủ cái chị, giờ mình đứng trước cái gương ở Sài Gòn gọi là cái gương, không biết các tỉnh của mình gọi là cái gì, cái gì để soi á, cái gì cái gương đúng không ạ. Mỗi buổi tối mình đứng trước gương, mình nhìn thẳng vào cái con người trong gương ấy, và mình ôm cái con người trong gương và mình ghi nhận những cái thành công mà mình khen ngợi, mình ghi nhận, mình khen ngợi và mình biết ơn. Phải nhìn thẳng vào ánh mắt của con người trong gương nha các anh chị nha. Tại vì trước giờ đâu mà, trước giờ có bao giờ mình ghi nhận thành công ai khen ngợi mình gì đâu. Nên là thành ra là mình rất là can đảm các anh chị. Rất là can đảm để làm điều này. Bắt đầu là trong cái tuần đầu tiên, thế là mình ứng dụng. À, mời Diễm đứng trước gương như thế này. Mình nhìn thẳng vào con người trong gương nữa mà mình ôm cái cơ thể của mình. Và mình ghi nhận xem là ngày hôm nay cơ thể của mình đã làm được những cái điều gì rất là tuyệt vời, rất là thành công. Rồi sau đó mình nhìn thẳng vào con người trong gương mình nói rằng là tôi rất là yêu bạn và tôi rất là tự hào về bạn và tôi rất là biết ơn bạn. Vì xưa giờ có bao giờ đâu, cái chị cứ tưởng tượng giống như là mình có một cái đứa con đi, con của mình đó, hoặc là cái anh chị đi làm mình có một cái người sếp là mình rất là cố gắng nỗ lực trong công việc đúng không? Khi mà mình hoàn thành những cái công việc gì tốt á, không bao giờ nghe khen câu nào, không bao giờ nghe ghi nhận câu nào, mà cứ me me mình mà làm những cái gì không tốt á nghe chị, là sao ạ? À? Là chỉ trích nữa ạ. Thì tất nhiên là mình cũng sẽ không có vui, mình không có hạnh phúc, mình cũng không có động lực để mà mình làm luôn.